Bắt đầu từ 0 giờ hôm nay, chính thức kết thúc việc cách ly xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sau 21 ngày phong tỏa để chống dịch COVID-19. Toàn bộ 12 chốt kiểm soát đã được gỡ bỏ. Các lực lượng công an, quân đội và đơn vị y tế không còn phải cắm chốt 24/24 giờ để quản lý, kiểm soát chặt chẽ người ra vào nữa. Nhiều người dân cũng đã có mặt để chứng kiến sự kiện đặc biệt này ngay trong đêm như một cách để thể hiện niềm vui khi công tác khoanh vùng, dập dịch, kiểm soát cách ly đạt thành công bước đầu. Trước đó, địa bàn này đã được coi là tâm dịch vì có 6 trên 11 ca dương tính với COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Và kể từ ngày 13 tháng 2, khi bắt đầu thực hiện cách ly đến nay, không ghi nhận thêm ca mắc mới nào. Sau cái buổi giữa chốt ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo xã Sơn Lôi và xác định đây mới chỉ là kết quả bước đầu và yêu cầu để lại một chốt tiếp tục theo dõi xã Sơn Lôi. Đạt được kết quả ngày hôm nay là cái sự vào cuộc rất tích cực và trách nhiệm của người dân xã Sơn Lôi đối với công tác phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi xác định là sẽ phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và phấn đấu làm sao để Thủ tướng sớm công bố tỉnh Vĩnh Phúc là hết dịch trên địa bàn. Để có được kết quả phòng chống dịch COVID-19 như hôm nay ở xã Sơn Lôi, ngành y tế đã kiên trì áp dụng các biện pháp khẩn cấp về cách ly và phòng chống dịch tại địa phương này kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên vào hồi cuối tháng 1 cho đến bây giờ. Sau đây hãy cùng nhìn lại những dấu mốc chính trong công tác chống dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chiều 30 tháng 1, 2012, phát hiện một ca dương tính với COVID-19 là một phụ nữ 23 tuổi tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Đến tối ngày 6 tháng 2, có thêm 3 ca dương tính với chủng mới của virus corona. Ngày 12 tháng 2, ghi nhận 5 trường hợp mắc tại xã Sơn Lôi. Các bệnh nhân được điều trị và cách ly ngay tại phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên. Ngày 13 tháng 2, Vĩnh Phúc thực hiện cách ly toàn bộ xã Sơn Lôi trong 20 ngày để khoanh vùng dập dịch với 12 chốt liên ngành. Và 0 giờ ngày hôm nay, mùng 4 tháng 3, sau 20 ngày phong tỏa để chống dịch COVID-19, việc cách ly xã Sơn Lôi được dỡ bỏ. Tại Việt Nam, cuộc sống đã trở lại bình thường ở xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc kể từ ngày hôm nay khi không còn lệnh phong tỏa do dịch bệnh COVID-19. Kết thúc cách ly trên địa bàn này là kết thúc những ngày hạn chế đi lại, bớt đi nhiều lo lắng. Phóng viên Nguyệt Ánh hiện đang có mặt tại xã Sơn Lôi. Không khí sáng nay tại đó thì như thế nào ạ, chị Nguyệt Ánh, sau 21 ngày phong tỏa vừa qua ạ? Đây là khu vực cửa ngõ chính ra vào xã Sơn Lôi, nơi đặt chốt kiểm soát số 1 mà vào lúc 0 giờ vừa được gỡ bỏ khi lệnh cách ly chính thức được kết thúc. Việc đi lại giao thương trở lại bình thường sau 21 ngày thực hiện phong tỏa. Lúc này vì trời vẫn đang mưa, thế nên là khu vực này vẫn vắng vẻ, nhưng không còn nữa những barrier rào chắn hay là chốt chặn. Chúng tôi đã có một đêm thức trắng cùng người dân xã Sơn Lôi để cảm nhận niềm vui của họ, cũng như là sự mong đợi của tất cả mọi người. Dù chưa có tiền lệ, nhưng việc khoanh vùng cách ly một địa phương với hơn 10.000 người để dập dịch đã cho thấy hiệu quả bước đầu của biện pháp quyết liệt này với phương châm 4 tại chỗ. Giúp nơi đây là một nơi mà đã từng là tâm dịch đã trở lại với cuộc sống bình thường, không còn nguồn lây bệnh ra cộng đồng. Và ngay cả sau khi mà gỡ bỏ lệnh cách ly thì để đảm bảo an toàn thì xã Sơn Lôi vẫn tiếp tục được duy trì lực lượng giám sát tuyên truyền cho người dân phòng chống COVID-19. Người dân đã trở lại cuộc sống bình thường với sự an tâm, vơi đi phần nào nỗi lo về dịch bệnh, củng cố thêm quyết tâm, tin tưởng, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ cùng với các cơ quan y tế cũng như là chính quyền các cấp trong công cuộc phòng chống dịch. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chị Nguyệt Ánh mang đến cho chúng tôi không khí đầu ngày mới tại xã Sơn Lôi sáng nay ạ. Tiếp tục với các tin tức thời sự khác. Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm nay sẽ chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. Quyết định này được tỉnh Phú Thọ đưa ra nhằm phòng chống dịch COVID-19. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo trực tiếp lễ dâng hương Dỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, tức là ngày 2 tháng 4. Thiết lập hệ thống giao ban trực tuyến từ Bộ Y tế tới 21 bệnh viện trên cả nước. Đây là chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông để đảm bảo hiệu quả việc điều hành chống dịch COVID-19.
hệ thống giao ban trực tuyến nhằm đảm bảo thông tin liên lạc giữa các cơ quan, cơ sở y tế, đồng thời giúp nắm bắt kịp thời, triển khai hiệu quả các chỉ đạo của chính phủ hoặc tuyên truyền phổ biến về dịch bệnh đến với người dân. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ được giãn, hoãn, chậm nộp thuế, chậm đóng bảo hiểm xã hội và tiền thuê đất. Đây là một trong những nội dung trong chỉ thị của Thủ tướng về các giải pháp cấp bách thúc đẩy sản xuất kinh doanh phòng chống COVID-19. Chỉ thị này dự kiến sẽ được Thủ tướng ký ban hành trong ngày hôm nay. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nâng gói hỗ trợ từ gần 27.000 tỷ đồng lên 30.000 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.